Thì đây sau khi mà em vô cây đứng và cây ngang xong cái bộ cửa bốn cánh, cửa cổng bốn cánh nè, thì ở chỗ đây sẽ còn hàng mấy cái hoa văn sắc mỹ thuật. Thì cái bộ cửa cổng bốn cánh này là em hàng theo, em làm theo mẫu của gia chủ đưa nha. Cái khoảng cách ở đây là chỉ có 2 phân đến 2 phân 2 thôi đó. Nói chung là khoảng cách rất là khít luôn đó, thì họ rất là đều luôn ha. Đó, thì khi mà mình hàng nhiều như vậy nè, mình sắt mình hàng ngang nhiều như vậy nè, là mình phải cái cây giữa là mình phải cho nó nông ra cỡ tầm 2 ly đó. Khi mình hàng xong đó là nó sẽ tự động nó rút cái bụng lại, là mình không có bị, khi mình vô hai cánh nó không bị rút bụng nha. Đó, cái khe hở nó sẽ đều luôn. Còn nếu mà các bạn biết, các bạn làm đúng á, cắt đúng luôn á đó. Đó, cắt đúng thì các bạn hàng xong hết rồi nó sẽ rút cái bụng lại, là nó sẽ bị hở. Khi mình ráp hai cánh lại nó bị hở chính giữa nha. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quốc Thiên Vlog của em nha. Thì ngày mới xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì hôm nay em có lên bộ cửa cổng bốn cánh nè. Thì sẵn quay và chia sẻ cái hình thức mình lên bộ cửa cổng bốn cánh làm sao mà cho nó không bị bóp bụng nè. Với lại làm sao mình, tại vì cái mẫu cửa cổng này là nó chia sắt rất là nhiều, nó dày sắt. Đó, thì trong quá trình mình làm như thế nào để cho nó không bị rút bụng và mình hàng cái cửa mình nó không có bị giật cái cửa nhiều nha. Đó, nếu mà cái cửa mình mà thả sắt nhiều á, mình thả sắt dày á, dày sắt á, mình hàng trong quá trình mình hàng nó sẽ rút sắt mình. Đó, nó rất dễ bị cong cái cửa mình, như lại nó rút mớp sắt mình luôn. Đó, thì ở trong video này là em thả khoảng cách đây. Đó, đứng đây, nhưng mà thả khoảng cách cỡ tầm 2 đến 3 phân thôi, sắt rất là dày. Đó, nên là trong quá trình làm như thế nào thì sẽ chia sẻ cho anh em, để anh em nào mà mới vô nghề với chưa biết nghề, để anh em nó xem tham khảo. Hoặc là gia chủ người ta có mấy hàng người ta muốn làm nhưng mà ta chưa biết cái hình thức làm như thế nào, thì người ta xem cái video này thì ta sẽ biết được cái hình thức để mà làm nha. Đó, còn anh em nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc lướt qua giùm cho mình. Đó, thì bộ cửa này là mình làm bộ cửa cổng bốn cánh nè. Thì có hai cánh ở ngoài bì thì sử dụng là cây đứng là hộp 24 đó. Tại ở đây mình sử dụng cánh là hộp 48, thì cái cây ngang mình cũng sử dụng là làm sao cho nó 4 phần để cho nó bằng mặt hết cho nó đẹp. Còn hai cánh giữa thì là mình sử dụng 39 đó, cái bảng nó lớn hơn. Tại cái mẫu cửa này là gia chủ chọn cái mẫu cửa này thì mình thi công theo đó. Thì ở đây mình sử dụng là cánh thì sử dụng là 48 nè đó, còn mấy cây đứng này là 24 đó, 24 này. Toàn bộ ở đây mình sử dụng ly tư hết nha. Đó, còn cái hai cánh giữa đây là sử dụng là 39 đó, hộp 39. Thì trong quá trình làm như thế nào thì em sẽ quay cho cô chú anh chị và bạn xem tham khảo luôn. Thì ở đây em đã lên một cánh đầu tiên nè, rồi đo kia cầm đồ đâu hết rồi nè. Mình ra cái kích thước chiều ngang, và chiều ngang trên ngang dưới phải đều nhau, và cái chiều cao hai bên cũng phải đều nhau. Đó, để khi mình lên bốn cánh nó sẽ được đều nha, nó không bị cánh cao cánh thấp. Rồi, thì đầu tiên khi mình lên cái cánh nè, mình lên cái cánh xung quanh nè, rồi mình hàng hai cái cây ngang này vô để mà cho nó khỏi bị rút bụng nè. Tại cái mẫu này nó có hai cây ngang này luôn đó, nếu mà không có hai cây ngang này thì mình cũng cắt một cây ngang như vậy để mình đưa vô, trong quá trình mình hàng nó không bị rút cái bụng nha. Đó, thì cái đố ngang á, thì ở đây lọt lòng này em có cho dư ra là 2 ly nè, thấy không, dư ra 2 ly để khi mình đưa vô chính giữa mình hàng á, khi mình hàng chết lại á, mình hàng cứng lại thì nó sẽ rút cái bụng vô là vừa. Các bạn không biết các bạn cắt đúng á, các bạn đưa vô các bạn hàng á, thì nhiều lúc nó hàng trong quá trình hàng đỏ lửa lên nó sẽ giật cái bụng mình lại, nó sẽ mớp vô nha. Là khi mình ráp bốn cánh vô là độ hở chính giữa nó sẽ bị rút lại, nên là mình phải cho nó dư 2 ly đó, 2 đến 3 ly đó, 2 ly là vừa đẹp luôn á đó. Mình cho dư ra 2 ly mình đưa vô đó, cái bụng mình nó hơi phình ra thì khi mà mình hàng chết á, mình hàng xong lại, mình hàng cứng lại thì nó sẽ rút cái bụng lại là vừa đó. Rồi, ở đây mình có cho dư ra nè, đó, thấy không, đó là khi mình hàng xong là nó sẽ rút bụng lại là vừa. Thì em đứng gần đường nó sẽ cổ lại có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Rồi, cái đứng ở đây trước khi mà mình thả cái đứng 24 này, trước khi mình hàng cái ngang thì mình phải ra cái cỡ của cái đứng này trước nè, mình ra hàng lọt luôn. Ví dụ như là thả bao nhiêu cây ở đây nè, ha, vừa bóp luôn nè, nó vừa sát, nhưng mình chỉ đóng nhẹ xuống nữa là nó xuống luôn. Đó, mình ra cái đứng này rồi mình mới hàng cây ngang, để khi mà lát nữa mình thả những cây đứng này vô, mình cái cỡ mình có sẵn rồi, mình nó sẽ không bị hở mới hàng.
Đó, thì mình hàng cây đứng này rồi mình làm cỡ, mình vừa làm cỡ mà mình vừa mình cắt hàng loạt, ví dụ như ở đây 10 cây, thả 10 cây thì mình cắt đúng 10 cây luôn. Đó. Rồi sau đó mình lấy cái cỡ đó mình hàng cây ngang vô, chứ mình đừng hàng cây ngang trước. Nhiều lúc các bạn là thợ các bạn cắt cái cây đứng đó, nó chính xác. Còn những anh em phụ người ta cắt vô có thể nó dư hoặc là nó hụt. Nên là mình làm cái cỡ cái đứng này là mình mới hàng cây ngang. Rồi mà khi mình ráp vô là nó sẽ không bị hở mới hàng. Đó, ở đây mình chia sẻ cho anh em là vậy nha. Rồi sau khi mình ở đây 10 cây hoặc 9 cây, 8 cây gì đó, các bạn chia sao cho điều cỡ theo cái ý muốn của các bạn. Đó. Thì các bạn chia cỡ ra các bạn hàng thôi. Rồi bây giờ mình lên 4 cánh như thế nào thì sẽ quay một vòng nữa để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Thì đây sau khi mà em vô cây đứng và cây ngang xong cái bộ cửa 4 cánh, cửa cổng 4 cánh nè. Thì ở chỗ đây sẽ còn hàng mấy cái hoa văn sắc mỹ thuật. Thì cái bộ cửa cổng 4 cánh này là em hàng theo, em làm theo mẫu của gia chủ đưa nha. Cái khoảng cách ở đây là chỉ có 2 phân đến 2 phân 2 thôi. Đó. Nói chung là khoảng cách rất là khít luôn. Đó. Thì họ rất là đều luôn thấy không? Đó. Thì khi mà mình hàng nhiều như vậy nè, mình sắt mình hàng ngang nhiều như vậy nè, là mình phải cái cây giữa là mình phải cho nó nông ra cỡ tầm 2 ly. Đó, khi mình hàng xong đó là nó sẽ tự động nó rút cái bụng lại, là mình không có bị, khi mình vô hai cánh nó không bị rút bụng nha. Đó, cái khe hở nó sẽ đều luôn. Còn nếu mà các bạn biết các bạn làm đúng á, cắt đúng luôn á. Đó, cắt đúng thì các bạn hàng xong hết rồi nó sẽ rút cái bụng lại là nó sẽ bị hở. Khi mình ráp hai cánh lại nó bị hở chính giữa nha. Cửa này rất là, thấy vậy cho cũng rất là nặng nha các bạn, tại mình đang sắt cũng hơi dày á, nên là nó rất là nặng. Cửa 4 cánh ở trên còn cái ô gió nữa. Thì sau khi mình hàng xong thì mình sẽ mài và mình vệ sinh xong mình sẽ sửa cánh lại đâu đó hết, rồi mình sẽ hàng bản lề vô nha, là chốt ngang chốt đứng rồi vô. Thì khi mình hoàn thiện xong cái bộ cửa cổng này, mình sơn mình lắp đặt, sẽ quay một vòng nữa để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo luôn. Đó, thì em có làm bộ cửa cổng 4 cánh này với lại làm sàn với vách panel rồi luôn. Thì quá trình thi công thì sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo luôn. Công trình em đang làm ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi nào đi lắp đặt thì sẽ quay vòng nữa để cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Đây còn hàng lại nữa. Đó.